dàn sau việc quẩy tưng bừng tại tiệc báo hỷ của Xuân Lan tại Mỹ. Sau khi Xuân Lan và ông xã làm thủ tục đăng ký kết hôn, dàn sau việc đã có mặt tại nhà hàng ở Mỹ để mừng hạnh phúc cụ siêu mẫu và chồng Ngọc Lâm. Đầu tháng 1 vừa qua, siêu mẫu Xuân Lan đã khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng khi tổ chức lễ cưới bí mật tại một resort ở Đà Nẵng. Tại đây, người đẹp chỉ mời hơn 50 khách thân thiết cùng gia đình đến tham dự. Sau nhiều mối tình lận đận, cụ siêu mẫu cũng không muốn phô trương hay chia sẻ thêm bất cứ thông tin cưới họ đến với mọi người. Được biết, ông xã của Xuân Lan tên là Nguyễn Ngọc Lâm, hơn cô 3 tuổi, hiện đang là một đạo diễn và nhà sản xuất nổi tiếng. Siêu mẫu Xuân Lan bí mật tổ chức hôn lễ vào ngày đầu tiên của năm 2020. Vợ chồng Xuân Lan tổ chức tiệc báo hỷ tại Mỹ đầu xuân Canh Tý 2020. Mới đây, trên trang cá nhân, nhiều sao Việt đã chia sẻ loạt ảnh diện đồ đẹp đến chung vui cùng cụ siêu mẫu và chồng tại Mỹ vừa qua. Cả hai cũng tổ chức tiệc báo hỷ với sự tham gia của nhiều khách mời là người nhà, bạn bè, đồng nghiệp. Trong tiệc này không có sự xuất hiện của bé Thỏ, con gái riêng của Xuân Lan vì bận đi học. Theo đó có sự tham dự của nữ diễn viên hài Việt Hương, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, nghệ sĩ Hồng Đào, Hoài Tâm đã đến chung vui cùng vợ chồng Xuân Lan. Là nữ diễn viên hài sinh sống tại Mỹ, cô cũng không quên đến chúc mừng đàn em. Việt Hương chụp ảnh nhí nhảnh cùng diễn viên hài Hoài Tâm và mọi người đến dự đám cưới. Hồng Đào tươi tắn đến mừng Xuân Lan và chồng Ngọc Lâm, cô viết: "Chung vui với chú rể Ngọc Lâm và cô dâu Xuân Lan, dịp để anh em tụ họp quậy phá quá vui." Loạt nghệ sĩ đã cùng nhau vui vẻ chụp lại khoảnh khắc trong ngày vui của cụ siêu mẫu. Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đến chúc Xuân Lan mãi hạnh phúc, viên mãn trong cuộc hôn nhân mới. Họ vui mừng khi cụ siêu mẫu tìm thấy bến đỗ hôn nhân mới ở tuổi 42. Người đẹp diện váy trắng xinh xắn chụp ảnh cùng dàn khách mời. Xuân Lan đăng ký kết hôn tại Mỹ. Vừa qua, Xuân Lan và chồng Ngọc Lâm đã làm thủ tục đăng ký kết hôn tại California. Trên trang cá nhân, siêu mẫu hào hứng gửi lời nhắn nhủ đến người chồng mới của mình Ngọc Lâm: "Hôm nay là ngày trọng đại, từ giờ trở đi, em là người duy nhất của anh là chồng, anh là người duy nhất là gọi em là vợ." Xuân Lan và chồng hạnh phúc khoe nhẫn cưới sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn. Ngay lúc này, Ngọc Lâm, ông xã cụ siêu mẫu cũng không giấu được cảm xúc ôm chầm lấy cô. Trước đó, Xuân Lan cho biết bản thân đã rất hạnh phúc khi được đón một cái Tết đầm ấm trọn vẹn và hạnh phúc nhất từ trước đến nay, khi bên cô có cả chồng và con. Cả hai sang Mỹ đăng ký kết hôn, người hâm mộ càng mừng cho cô hơn khi được chứng kiến cụ siêu mẫu Xuân Lan hạnh phúc bên chồng. Sau những mối tình lận đận, đến hiện tại người đẹp sẽ có những ngày an yên, vui vẻ bên ông xã và bé Thỏ. Người hâm mộ cũng chúc cho cặp đôi sớm có tin vui để đủ đếp đủ tẻ trong năm Canh Tý 2020.